Nếu như mà thật sự bạn đang muốn tối ưu vận mệnh của bản thân mình, làm sao để mà vượng phát tài lộc, làm sao để mà có thể hanh thông trong công danh sự nghiệp cũng như là may mắn ở trong cuộc sống, thì đây là một video bạn không nên bỏ qua. Đặc biệt là những người đã thỉnh vật phẩm từ Zenmi, mình Dân Lê Hoa Tông từ Masternam là tôi, cũng như là những người chưa thỉnh nhưng đang muốn thỉnh vật phẩm trang sức phong thủy cải vận gì đó theo cách hiểu của các bạn, thì đây là video các bạn cũng không nên bỏ qua, vì nó sẽ nói cho các bạn biết cái cách làm sao để mà chọn đúng được cái vật phẩm trang sức đó, làm sao để tối ưu hiệu quả nhất, cũng như là giới thiệu cho các bạn biết một trong những cái vật phẩm đặc biệt của năm nay. Có 102 được Zenmi nghiên cứu tỉ mỉ và được tái hiện lại theo những cái thiết kế kích thước bí truyền riêng của chư tổ dòng Pháp. Và đây cũng là một cái loại pháp khí rất là đặc biệt trong những lộ trình sắp tới của Zenmi Minh Chân Liêm Hòa Tông. Toàn bộ đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, do đó nó tốn thời gian là như vậy. Nghĩa là chỉ có Zenmi có được vật phẩm này và không nơi nào có quyền được sản xuất nó nữa. Vậy thì các bạn hãy thử đoán xem vật phẩm đó là gì và hãy bình luận ở bên dưới. Thì như các bạn thấy, cái năm Nhâm Dần này nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ngay từ đầu năm mà tôi đã nói một cái video, nó là ngày cầu tài 60 năm mới có một lần. Và các bạn vừa rồi đã cúng theo cái nghi quỷ đó, ai chưa xem có thể xem ở đây. Chúng ta phân tích cái tượng Nhâm Dần là như thế nào. Cũng như ai chưa đăng ký kênh YouTube này hay là trang Facebook fanpage thì hãy vào cái trang fanpage dưới đây để mà theo dõi Zenmi, cũng như là bấm nút đăng ký YouTube để xuất hiện những video mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay nha các bạn. Hãy chia sẻ video này để cho những bạn đã thỉnh cùng biết, cũng như những người chưa thỉnh để họ biết cách chọn đúng được cái vật phẩm trang sức phong thủy, không bị chọn sai chọn lầm. Hẹn gặp lại các bạn trong livestream quan trọng sắp tới với những điều kỳ thú.